Hello, chào mừng các bạn đến với channel của Vinoson. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải mã xem một cái dòng sản phẩm của Pino Roland nhận được rất là nhiều sự quan tâm và ưa chuộng từ khách hàng. Đó là dòng Pino Roland HB704. HB704 được cho ra mắt vào năm 2019. Nó cùng với dòng trước nó trong cái series này là 702. Hai cái dòng sản phẩm này là mới nhất của cái series HB hiện nay và nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ khách hàng. Thì sau đây chúng ta cùng nhau đi phân tích sâu hơn vô các cái yếu tố, các cái tính năng của nó, điều mà làm nên sức hút của nó là gì. Điểm nổi bật đầu tiên đó là về ngoại hình của HB700. Cái dòng HB700 về ngoại hình theo bên đánh giá nó cải thiện đáng kể so với cái dòng HB600 trước đó. Khi mà thiết kế một cái dáng đàn cao, nó sẽ tạo cho cái không gian, cái ánh nhìn của mình nó một cái vẻ sang trọng hơn, nó đẳng cấp hơn. Các cái góc cạnh thì cũng được bo tròn, nó hài hòa hơn, mang cái tính, cái nét hiện đại hơn so với cái dòng HB600. Ở dòng HB700 thì Roland vẫn thiết kế một cái nắp trượt bàn phím. Điểm nổi bật của tất cả các dòng pin điện đó là linh hoạt và hiện đại, gọn gàng. Về các cái nút bấm thiết kế ở cái dòng 700 thì nó cũng giống hệt với cái dòng 600 về các cái công năng của nó, các cái băng tiếng và các cái nút điều chỉnh. Có một cái điểm cải thiện đáng kể ở cái dòng series 700 này so với cái dòng 600, đó là các cái nút bấm được sử dụng cái chất liệu là nhôm mạ chrome. Về mặt thẩm mỹ thì đẹp hơn và cái độ bền thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Khi chúng ta bấm thì nó sẽ hiện cái đèn LED. HB704 hiện nay có các cái bảng màu để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn nó phù hợp với cái nội thất không gian của nơi đặt đàn nhà bạn. Trước mắt của các bạn đây là cái cây, nó có cái màu LAS, nó là màu gỗ sòi. Còn các cái phiên bản màu như là có hiện nay là màu trắng, màu đen và màu R. Và một phiên bản màu đặc biệt đó là màu đen bóng. Nhưng màu đen bóng thì Vinh cũng hiếm khi mà thấy ở trên thị trường Việt Nam. Roland HB704 được trang bị hệ thống 4 loa, cùng với đó là công nghệ Supernatural nổi tiếng của Roland. Ở cái dòng HB700 này thì công nghệ này được nâng cấp lên, cải tiến hơn so với những cái series HB600 trước đó. Về cái bàn phím thì ở HB704 được trang bị hệ thống BHA50, bàn phím gỗ nghiền khói tự nhiên. Cái điểm khác biệt giữa cái dòng 704 này so với dòng 702 đó là ở cái hệ bàn phím. Bàn phím 704 là bàn phím gỗ tự nhiên, còn ở bàn phím 702 là bàn phím nhựa. Vì vậy cái chất lượng bàn phím 704 chắc chắn là sẽ vượt trội hơn rồi. Sau đây chúng ta cùng nghe thử cái âm thanh live của nó thử nha. Thank you.
chơi một cái bản nhạc và trải nghiệm trên cây H7704 này. Tất nhiên rồi, với cái hệ bàn phím BHA50 này, nó đáp ứng đầy đủ hết các cái tiêu chuẩn khắt khe của một người chơi piano lâu năm. Hiện nay, cái hệ bàn phím BHA50 là một trong hai hệ bàn phím tốt nhất của Roland hiện nay. Vậy, điểm qua những cái ưu điểm tạo nên sức hút của HB704. Đầu tiên, đó là về ngoại hình. Với ngoại hình thiết kế sang trọng, nó không khác gì một cái cây đàn upright, nhưng mà nó vẫn mang một cái nét hiện đại của nó, đó là gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển và không phải tốn quá nhiều chi phí bảo trì hoặc là dây hàng năm. Yếu tố thứ hai đó là hệ bàn phím. BHA50 là một trong hai hệ bàn phím tốt nhất của Roland hiện nay. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu muốn một cái đàn piano điện để mình học tập, luyện tập và chơi theo con đường chuyên nghiệp thì HB704 nó đáp ứng được cho bạn cái tiêu chí đó. Về âm thanh thì từ lâu rồi Roland sở hữu cái âm thanh hệ âm thanh Supernatural. Cái công nghệ âm thanh này được truyền miệng và nhiều người chơi chuyên nghiệp đánh giá cao ở cái hệ thống âm thanh của Roland. 704 là nó vẫn sử dụng cái công nghệ Supernatural đó, nhưng mà nó cải tiến và mới nhất của cái dòng HB. Vì vậy chắc chắn là nó sẽ hay rồi. Về cái yếu tố thứ ba đó là về các cái công nghệ tích hợp thêm, các cái công năng tích hợp thêm thì nó đầy đủ hết. Bluetooth audio, Bluetooth MIDI, bạn có thể là thu âm, mình cắn USB mình thu âm. Cái điểm cuối cùng, cái điểm thứ tư đó là về cái giá thành. Vinh đánh giá nếu mà với cái giá thành, với cái mức tiền mà bạn bỏ ra tầm 4 mấy triệu để bạn khui thùng, hoặc là đàn cũ tầm thấp rẻ hơn 10 triệu, đàn đã qua sử dụng rẻ hơn 10 triệu, đàn mới khui thùng là tầm 4 mấy triệu thì nó rất là xứng đáng. Ngày nay mà nếu mà chúng ta thử nhìn qua sang Yamaha, nếu mà để mà khui thùng một cái cây mà tầm như cây 704 này thì nó có là CB 745 thì với cái giá thành của nó là nó sẽ tầm 5 mấy triệu, thì cái cây 704 này cũng rất là đáng cân nhắc. Vì thế cho nên nó rất là có sức hút trên thị trường hiện nay, rất đáng để mình tham khảo và mình cân nhắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.